Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo tăng nhẹ giá bán xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10. Hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường như sau, xăng E5 Ron 92 tăng 53 đồng một lít, giá bán không cao hơn 14.268 đồng một lít, xăng Ron 95 tăng 138 đồng 1 lít, giá bán không cao hơn 15.122 đồng 1 lít. Dầu hỏa tăng 145 đồng 1 lít, giá bán không cao hơn 9.594 đồng 1 lít. Dầu ma rút tăng 95 đồng 1 kg, giá bán không cao hơn 10.921 đồng 1 kg. Dầu diesel giữ ổn định so với giá hiện hành.